I got broads in the land. Just to go be in the fan. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em nha. Chào anh em quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em skill mới của VM ở phiên bản MU15.2. Đây là phiên bản mới nhất sắp được cập nhật của các bạn. Các bạn có thể thấy tên của skill mới là Slow Sword Blow. Bây giờ mình giao có một vòng về việc test đam em nó xem rồi mình chuẩn bị cho các bạn làm sao để có thể học được skill này nhé. Wow, đoàn kiếm quý đông siêu bà đào. Phải nói là mắc phê các bạn ạ. Ai yêu mê DK thì chia về nó rồi. Làm sao để có thể học được skill này nhé. Đây là skill root, các bạn có thể mua ở nơi PC được thì các bạn. Mình cảm thấy skill này đi farm tuyệt đỉnh công phu luôn, không còn gì để chê nữa. Đây nha các bạn, Orb of Shadow Work, các bạn có thể mua và học nó. Sau khi học thì đây là bảng skill, bắt bảng master cũng như là tăng skill mới của season 15.2 nhé. Nhưng các bạn đơn giản là phải cả bảng của bên chỗ cột á, như hay gọi là cột á, thì không có gì thay đổi hết. Nhưng mà riêng bảng ở cột b sẽ có skill support của mastery, đây là skill tăng cái về range tấn công, tức là khoảng cách tấn công của cái skill mà Sword Blow vừa nãy. Còn đây là skill mới cho BM khiên, mình hay gọi là BM KP, cái debuff. Chỉ thử lần nữa cho các bạn thấy, buff thì thôi rồi luôn, như kiểu cả tính cảm thuộc lạc vậy. Và bên này thì tương tự không có gì khác cả. Còn y nguyên thôi. Còn đây là bảng Master 2 nha các bạn. Bảng Master 2. Đây. Đây là skill mình là không có gì khác cả. Vẫn là skill cũ. Không có gì khác cả. À, mình chỉ còn nó mà skill mới này thôi. Đây. À, mình quên nói đây là skill hệ nước chứ các bạn. Không phải gió chứ, đây là skill hệ nước. Và đam là đam lam, kiểu như đam của phù thủy ấy. Và trong bản nội này có rất là nhiều về mới. Các bạn hồi này có thể thấy con rồng tuyệt đỉnh, cảm đấy không có gì để nói nữa. Nhưng mà riêng việc đó mình sẽ nói sau. Hôm nay mình sẽ nói các bạn có hai cái map mới là map Canon Kazon, nhầm mẹ tên Kazon 1050. Đây là map mới nha các bạn, giúp các bạn trên luyện level nhanh hơn. Ui trời, con rồng miệng chê. Để tạo được con rồng này mình sẽ nói trong một video khác nhé các bạn. Một video khác mình sẽ nói quá cho các bạn cái chế tạo con rồng này, làm sao để có được con rồng này nhé.
trời bắn đam trời tuyệt đỉnh không có đang đam nó đâm lá nữa các bạn. Đám của nó không phải là đám một mục tiêu nha, đám đám mục tiêu nha. Đây là mặt mở nha các bạn. Slot chết cá cho mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên cho các bạn thấy được map mới thứ hai là map lên trời, nhưng mà gọi là mình hay gọi là lên trời đấy, nhưng mà map mới nha các bạn. Đây chỉ là bản server test sắp được update ở mô Langen. Langen thì liên gần gì đó. Bài anh không được tổ cho em. Wow, đây. Em nó tuyệt vời luôn. Mình kiếm được cái bài để tên là mình chỉ quả được bàn lên một số cái skill này nhé. Đứng đây đâm nhé. Đây có cái nhận cấp 3 này các bạn. Đó là mình để nhận cấp 3 để mình tăng được attack power, tăng khả năng tấn công. Hai bên lên gần 500 khá là mạnh. Đồ mình thì bình thường thôi. Còn cấp 3 mình được con rồng nhé. Đây, cho các bạn thấy. Đây là em đó. Mắc đi nhỉ. Đã biết nói gì nè. Quá đẹp. Để các bạn muốn mình chỉ cái táo trong này hoặc là có cần hỏi gì về server mới thì để lại comment ở phía dưới cho mình nhé các bạn. Đây là chỉ là video mình đẹp quá với những mờ khả năng đam quả như nào nên không skill mới nó đẹp như trong những cái video trước không cảm thấy là không có gì ghê này các bạn, đặc biệt là em rồng quá tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhé. Bye bye.